Chào các bạn, đây là sản phẩm mình nhận được. Tấm pin này thì mình mua trên Shopee với giá là 65.000. Theo thông tin của nơi bán ghi thì đây là tấm pin cũ thanh lý thôi. Nó sẽ có cái mức điện áp là từ 5V tới 7,5V tùy theo nắng, và cái dòng điện áp da của nó thì trên 650 mAh. Và điều đặc biệt đây là tấm pin này nó đã tích hợp sẵn luôn cái mặt sáng chống sạc ngược lại khi trời tối luôn nha các bạn. Đây là chi tiết ngoại quan của tấm pin. Tấm pin này thì sẽ có bề mặt bằng nhựa nha các bạn, nó kiểu bằng nhựa đục trục như vậy ha. Chắc sơ pin ở đây thì mình thấy cũng khá ok, không có nứt bể gì. Tuy nhiên thì lỗi thẩm mỹ nó có khá nhiều lỗi luôn nha các bạn. Đây, như ở đây ha, và một số lỗi thẩm mỹ xung quanh nữa đây. Thì nó sẽ trên bề mặt nó sẽ có một số vết chảy xước thôi. Đây, do tấm pin cũ thanh lý ha, mình cũng không đòi hỏi được thì nhiều nha các bạn. Đây, mình sẽ đo kích thước của tấm pin. Chiều dài của nó là 27 ha. Chiều rộng là 17.5. Đây là mặt sau nha các bạn. Nó sẽ về cho mình sẵn một cái sợi dây về cái giắc này nha các bạn, giắc hai chấu mà kiểu về các đèn năng lượng mặt trời ha. Các bạn có thể cắt ra để nối trực tiếp luôn nha các bạn. Hoặc ở đây nó cũng có cho mình sẵn một cái giắc DC luôn. Có cái đầu bật lại luôn nha các bạn. Đây, giắc DC ha. Mình có thể sử dụng các cái sợi dây DC như vậy kết nối vô. Đây, giờ mình sẽ đo thử cái mức điện áp của tấm pin này với cái đèn chạy sáng của mình nha các bạn. Đây, với cái đèn chạy sáng của mình thì nó ra được cái 1,37V nha các bạn. Đó. Rồi, khi mình đưa lại gần cái đèn luôn thì nó ra được là 2,25V ha. Rồi, với cái đèn chạy sáng của mình nha các bạn. Yeah. Giờ mình sẽ tháo ra xem thử cái mặt chống ngược cửa, chống sạc ngược lại bên trong nó như thế nào nha các bạn. Tại đây là với các tấm pin thanh lý nhỏ nhỏ như vậy thì trước giờ mình chưa thấy tấm pin nào có trang bị cái mặt này ha. Yeah. Giờ mình sẽ tìm các tháo nó ra nha các bạn. Rồi, yeah. Đây là chi tiết cái mặt chống sạc ngược lại tấm pin năng lượng mặt trời nha các bạn. Cũng khá là đơn giản thôi, nó chỉ có hai con diode ở đây thôi và nó dán keo khá là chắc luôn. Đây, mình khá là khó khăn mới mở ra được nha các bạn. Và khi tháo ra mình mới phát hiện một điều nha các bạn. Đây là cái ngõ dương vô đây ha, nó sẽ quăng diode này thì nó về lại cái ngõ dương ra cái sợi dây này ha. Và nếu các bạn sử dụng cái jack DC này thì nó sẽ nối tiếp qua một con diode nữa, nó ngược về đây thì qua hai con diode thì chắc chắn cái voltage nó sẽ giảm nha các bạn. Các bạn nên sử dụng trực tiếp từ cái jack này ha, mình cứ cắt ra mình xài thôi, mình đừng cái xài cái này nha. Cái này nó sẽ giảm cái điện áp xuống nha các bạn. Đây, giờ mình sẽ đo thử cho các bạn xem ha. Đây, khi nãy mình đo từ cái đầu này nó chỉ được 2V mấy thôi ha, còn giờ mình sẽ đo trực tiếp từ cái DC này luôn nha các bạn. Đó, mình cứ đưa chưa có quay trực tiếp vô cái đèn chạy sáng của mình. Nó ra được 4V mấy rồi nha các bạn. Đó, để các bạn nên sử dụng qua cái jack này ha. Đừng có sử dụng về cái jack DC này.